Sáng nay, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu năm 2022 và đối thoại với doanh nghiệp năm 2023. Tới dự có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Tổng Cục Thuế. Năm 2022, cùng với những giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý thuế, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã tích cực sát cánh đồng hành với cơ quan thuế, thực hiện tốt các chủ trương chính sách do cơ quan thuế triển khai, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tổng thu nội địa do ngành thuế quản lý trên địa bàn tỉnh được trên 47.000 tỷ đồng, đạt gần 300% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Tại hội nghị, những người nộp thuế đã có buổi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo cán bộ Cục Thuế về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách thuế. Hiện tại thì cái doanh nghiệp thì đang tự kê khai tự nộp thuế, dẫn đến là đôi khi có tình trạng là các bạn kế toán doanh nghiệp tính toán kê khai nộp thuế là không chính xác, đặc biệt là với các sắc thuế mà không thường gặp. Chúng tôi cũng rất mong muốn là Tổng cục Thuế hoặc là Cục Thuế tỉnh có công cụ online hỗ trợ doanh nghiệp tính chính xác các cái số thuế phải nộp, nó như một cái cẩm nang trên web và chuyên hướng dẫn phương pháp kê khai tính số thuế phải nộp với từng sắc thuế để doanh nghiệp tiến hành là kê khai nộp thuế đúng và đúng. Mong muốn Cục Thuế tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là đối với cả khu công nghiệp Thăng Long 2, bởi vì chúng tôi sắp tới sẽ tiếp tục thu hút nhiều thêm các nhà đầu tư mới từ nước ngoài, đặc biệt là từ Nhật Bản vào. Thì trong cái quá trình hoạt động ngay từ thời điểm ban đầu thì có thể họ sẽ có những cái bỡ ngỡ chưa quen với quy định của ngành thuế. Các ý kiến của doanh nghiệp được ngành chức năng giải đáp, đồng thời biểu dương những đơn vị cá nhân thực hiện tốt việc chấp hành chính sách pháp luật thuế, tích cực đóng góp vào ngân sách nhà nước thời gian qua. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy nhấn mạnh năm 2023 là năm có ý nghĩa then chốt trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch ngân sách giai đoạn 2021-2025. Do đó, cần phải tăng tốc để hoàn thành tất cả các chỉ tiêu năm 2023, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Thì trong cái thời gian tới chúng tôi cũng đề nghị là tiếp tục triển khai quyết liệt hiệu quả công tác quản lý thuế, kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà cho người dân, người doanh nghiệp có cái điều kiện để hồi phục lại kinh tế. Bên cạnh đó thì đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, đẩy mạnh việc áp dụng chế độ một cửa liên thông, một cửa điện tử tại các sở ban ngành trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc tiếp cận đất đai, kinh phí đào tạo lao động theo nhu cầu doanh nghiệp, đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu điện nước theo đề xuất của doanh nghiệp, đáp ứng đủ yêu cầu về lao động có chất lượng phù hợp cho các nhà đầu tư, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để các doanh nghiệp, doanh nhân yên tâm đầu tư sản xuất và hỗ trợ ưu đãi theo đúng các quy định của chính phủ. Ghi nhận những đóng góp của người nộp thuế, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh tặng bằng khen 24 đơn vị, Tổng Cục Thuế tặng giấy khen 20 đơn vị.